Chào các anh chị, thầy Quang đây ạ. À. Rồi, khi mà các anh chị bấm vào trong tin nhắn của mình và thấy được một cái nội dung là thầy Quang đang hướng dẫn các anh chị vào khóa học. Video này thầy Quang sẽ giúp các anh chị dễ hình dung hơn cách thao tác với tin nhắn này nha. Vào đâu để xem video khóa học, vào đâu để gửi bài hát để cho thầy Quang nhận xét. Rồi, chúng ta làm theo từng bước. Bước 1, bạn bấm vào đường dẫn à cái đường dẫn này các anh chị lấy ngón tay bấm vào đường dẫn đó ngay lập tức các anh chị sẽ thấy được một cái trang khóa học hát đúng nhịp ở đây có xuất hiện một cái dòng chữ màu tím tím à cái ô vuông nhỏ nhỏ nằm ở giữa màn hình đó là joy group nếu mà tiếng việt gọi là tham gia nhóm nếu mà các anh chị để phiên bản tiếng việt chúng ta bấm vào cái joy group ở đây sẽ xuất hiện một dòng chữ là các thành viên đang đợi xét duyệt À, người quản trị viên sẽ xét duyệt các anh chị vào trong group này Rồi, ngoài ra các anh chị đừng bấm gì hết Và lúc này khi mà kéo xuống bên dưới thì dĩ nhiên chúng ta chưa thấy video Tại vì cái người xét duyệt là thầy Quang Vẫn chưa bấm à, xác nhận cho các anh chị Rồi, các anh chị sẽ quay lại cái phần chat của mình à, Chúng ta tới bước 2, rõ ràng bước 2 chúng ta mới vừa làm xong rồi Tức là bấm vào cái dòng chữ tham gia nhóm Rồi, quá tuyệt vời sau khi bấm dòng chữ tham gia nhóm là chúng ta sẽ tới bước 3 Bạn nhắn tin cho thầy với nội dung là mình bấm rồi nhé Ra, Thầy sẽ nhận được cái nội dung này và thầy lập tức sẽ bấm xác nhận sau khi mà thầy bấm xác nhận tức có nghĩa là anh chị đã có thể xem được Và để biết lúc nào thầy bấm xác nhận thì à, thầy sẽ nhắn lại cho các bạn một nội dung là Giờ bạn có thể bắt đầu học rồi, thầy sẽ nhắn lại cho bạn như vậy đó. Và sau khi mà bạn nhận được một cái tin nhắn là giờ bạn có thể bắt đầu học, thì bạn bấm lại vào cái bước 1, có cái đường dẫn á. Và bất kỳ lúc nào bạn muốn vào học, một năm nữa, hai năm nữa, bất kỳ lúc nào bạn vô tin nhắn này và bấm vào cái ô này, chắc chắn là bạn kéo xuống bên dưới sẽ thấy rất nhiều video hiển thị ở trên đó.